Tôi thấy các em vừa duyên dáng lại vừa có gì đó mạnh mẽ bên trong. Ở đây chúng tôi thường gọi các em là những bông hoa thép. Những bông hoa thép chính là một cách gọi đầy trìu mến dành cho những nữ cảnh sát đặc nhiệm. Và ngôi trường nơi đào tạo ra những bông hoa thép là trường Trung học Cảnh sát Vũ trang thuộc Bộ Công an. Kiểm tra cổng cửa sổ xong, nếu cửa sổ chắc chắn thì leo. Kỹ thuật leo vượt như sau. Chân trái đưa lên và đầu gối nhập cửa sổ. Em cảm giác là môn trèo chắn mưa này là khó khăn nhất vì nó phải cần sức khỏe của tay, của chân cùng kết hợp dẻo dai với nhau và phối hợp nhịp nhàng để lên xuống một cách dễ dàng hơn khi mà lên từng tấm chắn mưa rất là lớn kia. Và chẳng phải vì bạn là nữ mà sẽ được ưu tiên trong những môn học đáng sợ này. Chế ngự cảm giác sợ hãi là một việc khó khăn nhất. Quan điểm huấn luyện của các thầy chúng tôi là đối với nữ giới cũng như nam giới có một cái khuôn khổ như nhau. Vì cái đặc thù chiến đấu sau này nó rất là khắc nghiệt, cho nên đòi hỏi tất cả cảnh sát đặc nhiệm đều phải có những bản lĩnh cũng như trình độ nghiệp vụ vững vàng. Nghe tiếng súng nổ bên này thì cả bên này nó sẽ nhảy xuống. Cả tôi xuống bên. Thôi tôi xuống bên. Làm lại. Khi mới đến tập lần đầu tiên là em rất là sợ và có cả khóc nữa. Nhưng mà sau đấy em lại đam mê và yêu thích ạ. Lúc đầu thì hơi sợ nhưng mà tập nhiều thì hết sợ. Các bạn nam luôn an toàn lo lắng cho các bạn nữ. Luôn luôn có cái hệ thống bảo hiểm bằng dây thừng mà được các bạn nam giữ rất chặt tay. Không bao giờ buông tay. Một số trường hợp em phải kéo gãy tay với các bạn nhưng mà các bạn hơi nặng. Từ một học sinh tốt nghiệp phổ thông còn hạn chế cả về thể lực lẫn tâm lý. Đến khi vào trường các cô gái này phải học và rèn luyện để sau này có thể đứng vững trong những trường hợp hiểm nguy nhất. Vậy nên việc phải lăn lộn ngoài thao trường đến 2/3 thời lượng học cũng là bình thường. Phải học ngoài nắng như thế này thì bọn em cũng chấp nhận. Tất cả các bạn nữ ở đây thì đều chấp nhận là phải nắng thôi. Tại vì ngành nghề của mình mà, mình yêu thích mà thì phải xông pha. Học các môn chuyên ngành nữa, lăn lộn các kiểu thì không tránh được cái bầm hay là tập bầm tím tay chân kìa. Tất cả Tiếng. Bắn súng, tụt dây, vượt tường, bơi bí mật đều là những kỹ năng mà bất cứ ai muốn trở thành cảnh sát đặc nhiệm cũng phải học thành thục. Sau 6 năm đào tạo nữ cảnh sát đặc nhiệm, các thầy cô trường Trung học Cảnh sát Vũ trang đã có những bí kíp để giúp các bạn vượt qua chính mình. Phương châm chúng tôi đào tạo đó là từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Các thầy chúng tôi cũng phải có những cái tác động tâm lý. Vì dần dần để hướng các em vào cái đào tạo, lúc đầu các em cũng lo cũng sợ đấy, nhưng khi học rồi thì các em thấy nó hứng thú phấn khởi và phụ nữ cũng làm được việc như nam giới, thì đó là một điều rất là quý. Em cảm thấy các bạn rất là dũng cảm và có sự gan dạ của các bạn con trai. Thực sự là nhiều bạn nam không làm được như là các bạn nữ, khâm phục. Rồi những bông hoa xinh đẹp này sẽ trưởng thành và cũng sẽ lập nên những chiến công như đàn chị của họ đã lập được. Có nhiều em tham gia vào trong những chuyên án lớn, đấu tranh triệt phá các cái băng nhóm tội phạm, các cái hoạt động tội phạm có quy mô tổ chức, có vũ khí, tội phạm bạo lực. Thế và dẫn độ tội phạm quốc tế thực hiện những cái hoạt động hỗ trợ tư pháp đối với ở trong nước và ngoài nước. Cụ thể như những cái vụ án đánh bạc ở Chùa Dận, Bắc Ninh chẳng hạn. Nữ cảnh sát đặc nhiệm của trung đội nữ cảnh sát đặc nhiệm đầu tiên của Việt Nam mình hóa trang thành cô dâu để tham gia đánh bắt cái đối tượng đánh bạc ở Chùa Dận. Những bông hoa thép, dù có thép thì hoa vẫn cứ đẹp, duyên dáng. Rời thao trường, họ lại trở về là những cô gái trẻ, thích chuyện trò, vui đùa và làm điệu. Nhưng ẩn sâu bên trong, chính là đam mê, là ý chí đã được tôi rèn. Chúng em rất là vinh dự và tự hào được đứng trong hàng ngũ của Công an Nhân dân Việt Nam ạ. Đặc biệt là những nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm. Học tập và rèn luyện rất chỉ là vất vả nhưng mà suốt thời gian qua thì bọn em luôn cố gắng để xứng đáng đứng trong đội ngũ Công an Nhân dân để làm một bông hoa thép để tỏa hương ạ.